Em xin chào mọi người ạ. Em xin giới thiệu với mọi người một cái chậu rửa chén. Đây, cái chậu rửa chén đây. Cái chậu rửa chén này là chậu rửa chén đá nha mọi người. Chậu rửa chén đá. Đây ạ, cái này là đá nha. Này là đá. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Chậu này là hàng của công ty em, là hàng nhập nha mọi người. Chậu này là chậu nhập. Đây ạ. Cái chậu này thì bên bên công ty em á, là khách nào mà mua cái chậu này thì được tặng thêm kèm một cái rổ này à. Đây ạ, à, một cái rổ này và một cái bình xà bông đây ạ. À. Đây, cái bình xà bông. Tặng kèm một cái rổ, một cái bình xà bông đây ạ. À. Và một bộ xả nữa, một bộ xả nước ạ. À. Đây ạ. À. Rất là đẹp luôn. Cái mẫu này thì bên công ty em có hai màu, màu trắng và màu đen nha mọi người. Đây ạ. À. Màu đen đây ạ. À. Màu đen đây là ở dưới để em quay cho mọi người xem luôn. Cái đây là màu đen nha. Nó là đen này là đen tuyền luôn nha mọi người. Đen tuyền luôn. Đây ạ. À. Còn cái đây là màu trắng. Em đứng xa xa cho mọi người xem nha. Đây ạ. À. Chậu chén ở ngoài nó đẹp lắm nha mọi người. Em cảm ơn mọi người đã xem bạn.